Hello, xin chào, còn ai thức không, ngắm cây cùng hói được không? Còn ai thức không, ngắm cây cùng hói không anh em ơi? Xin chào, sao không thấy ai xem ta? Vẫn chưa thấy ai xem ta. Ôi dồi, cái mầm cờ đỏ này anh em ơi, mầm cờ đỏ này anh em ơi. Ôi dồi, cái kỳ cờ đỏ trên thân. U là trời. Cái kỳ cờ đỏ trên thân này anh em. Xin chào. Chào anh Sông Trà Hoa Lan, chào Dung Đo, chào anh Chí Công Phong Lan, chào em trai Quốc Bình Trần. Xin chào bác Nguyễn Đình Hoài. Nguyễn Đình Hoài là ai mà chào sếp đây ta? Chào Lê Tuấn Ninh, xin chào. Đây mọi người nhìn thấy cái kỳ cờ đỏ trên thân phê không? Kỳ cờ đỏ trên thân nó to hơn cái bút chì luôn này. Còn ai xem không? Kỳ cờ đỏ phê không anh em? Cờ đỏ là một mặt hoa đỉnh cao nha anh em. Một mặt hoa đỉnh cao nằm trong top tứ trụ triều đình, đã làm nên tên tuổi bởi cái vẻ đẹp và cặp mắt đỏ nhung. Đỏ khác biệt với phần còn lại, chứ nó không phải là đỏ kiểu đỏ cờ nha em. Đỏ khác biệt với phần còn lại của hoa lan phi điều đột biến. Chào Vũ Văn Định nha. Ok anh Chí Công Phong Lan. Cây người đẹp không tên em gửi là đã ra vòng gốc ra anh ơi. Chào Quốc Thái APPP, chào Bùi Sang TB, chào Bắc Thành Tài. Đây là một cái kỳ cờ đỏ nha anh em. Và nếu trong một cái game chơi đó, thì cờ đỏ được làm một cái giá thị trường rất là khủng khiếp, đúng không anh em? Và đặc biệt là số lượng còn cực ít, phải nói là cực ít luôn. Chào Phạm Thế Trung nha. Cây phát triển tốt không Phạm Thế Trung ơi? Chào bác Cần Trần nhá. Buồn ngủ quá, vẫn muốn ngắm cây cùng hói. Ok bác Trần Cần nhá. Xin chào. Nghiền cây quá ngủ bác. Nghiền cây là một, thứ hai là nói chung là có tí thiền vô nó sướng. Em Tài, ok, chào em Tài nha. Chào bạn Dũng Đỗ nha. Xin chào cả nhà. Ngắm cái kỳ cờ đỏ này phê không anh em? Mười mấy sen này nha. Lớn như thổi luôn, phải nói cái kỳ này nó lớn dã man thật. Hôm Tùng chia sẻ là nó có chưa được 3 sen. Ok, Phạm Thế Trung nha. Chào Nguyễn Quang Mạnh. Em chào anh Kỳ, anh Trần. Chào em Minh Lê Quang Minh. Cờ đỏ còn cực hiếm. Vâng, ok anh Chí Công Phong Lan. Kỳ đó bao nhiêu anh Tùng? Kỳ này bán rồi nha Phạm Thế Trung ơi. Kỳ này bán rồi nha. Hôm rồi bán lúc gần 3 sen là bán 45 củ nha. Đấy, còn anh em mua, sau đó anh em không chốt được thì anh em mua ở ngoài thị trường thì rất là nhiều cờ đỏ mà bị sai cây đó. Cho nên anh em mua ở đây cho chắc nha. Anh em mua ở đây anh em đã mua mắt ngủ 3 lần kỳ. Bởi cái khúc khá là to. Khúc khá là to cho nên là kỳ chắc chắn sẽ đạt thôi. Đây, cái kỳ ở trên thân đây. Ôi giời, ngắm mầm anh em ơi. Cảm ơn Nguyễn Quang Mạnh. Em chào anh trai Lương Thắng. Không khéo nó to hơn anh đấy. Kỳ đấy quá nhỉ. Ok Nguyễn Văn Hiệp nha. Chào bác Lan Rừng Thiện Quý. Ok Minh Lê Quang Minh nha. Cái kỳ phải nói là cái kỳ cờ đỏ này thực sự là nó quá là đẹp luôn. Mặt hoa cờ đỏ thì mọi người biết rồi, đã làm nên tên tuổi trong thế giới lan va, đúng không? Từ về giá cho tới cái mặt bông. Đấy, lần này thì Tùng sẽ cho nở cây ở vườn Tùng. Một cái cây rất là khỏe nha anh em. Cây khỏe thân to. Đấy, cây khỏe thân to.
già đanh thì chắc chắn sẽ ra những chùm hoa rất là đẹp. Đấy, và cờ đỏ hiện nay thì nằm trong top tứ trụ triều đình. Nó nằm trong top tứ trụ bởi nhiều lý do. Lý do thứ nhất là mặt hoa đỉnh cao, khác biệt với phần còn lại. À, vừa rồi thì đã nở 5 vườn trong cái thời kỳ dịch á, đã nở 5 vườn. Và cái cặp mắt của nó thì gọi là hết nước chấm, anh em ạ. Đấy, trước đây thì nhiều người còn nghi ngờ về cặp mắt. Tại vì sao? Tại vì cây đắt đây anh em. Cây đắt mà anh em họ có, họ cứ dùng thuốc họ kích. Kích vừa lên đường cái lại tách. Tách xong lại kích kỳ bờ rồ vào cho đẻ. Đó. Rồi xong đẻ xong lại tách. Lại kích kỳ vào, lại kích thích vào. Cho nên là nó không ổn định. Tuy nhiên sau này thì nó đã nở lại, khẳng định đẳng cấp là một mặt hoa đỉnh cao. Bởi vậy nó được xếp trong bộ tứ trụ. Bởi cái giá từng kỳ, từ cái thời kỳ đỉnh cao cho tới giờ, nó vẫn là nằm trong top cao nhất. Tiếp theo là đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku cũng là một dòng rất là đẹp, xuất sắc và ít giống. Và cũng được làm thị trường một cách rất là hoàn hảo bởi cái giá rất là khủng khiếp. Tiếp theo là năm cánh trắng Kinh Bắc. Một mặt hoa đỉnh cao với cặp mắt giống như Tùng đã phát hiện ra, cá nhân Tùng đã phát hiện ra cái cặp mắt của người đẹp Kinh Bắc á, cặp mắt của năm cánh trắng Kinh Bắc nó giống như một đôi cánh thiên thần. Đấy, nở ở vườn Tùng thì 4 lần, thì cả 4 lần đều hoa nở đầu ngọn. Cái vừa rồi 2 bông nở thì cũng là đầu ngọn, nhưng mà cái mắt nó cũng khá là xuất sắc. Nó giống như đôi cánh thiên thần. Bên cạnh đó thì cái viền mắt của nó là nó màu vàng, phớt vàng, rất là đẹp. Và được làm thị trường cũng rất là khủng khiếp, và đặc biệt là còn rất là ít giống. Mặt hoa đỉnh cao trong top tứ trụ còn lại đó là năm cánh trắng người đẹp Long Khánh, với mắt đập tràn viền, môi nhiều lông, mũi tây trắng phau, đúng không anh em? Và đặc biệt là được làm thị trường một cách là đỉnh cao nhất mọi thời đại luôn. Chưa có một bông hoa nào trên cái trái đất này mà được đưa lên một cái tầm giá mà có người mua bằng thật là 50 tỷ một kg lúa non. Và giao dịch ở cái tầm 1 kg mà 6 sen đẻ 2 mầm gốc, được giao dịch với giá khủng khiếp 250 tỷ. Đấy. Và đặc biệt là độ hiếm nha. Đương nhiên bây giờ thì số lượng cũng đã có rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là ít so với như mặt hoa còn lại anh em ạ. Chào bác Mai Gia Tuấn, chào Kiên Di Linh, chào Nguyễn Gia Hiền nha. Xin chào. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha, ấm áp nha. Ai bên vợ, bên người yêu, bên chồng, bên con thì mở volume nhỏ lại hoặc đeo tai nghe để không làm phiền. Tại cái giọng của Tùng mẹ nó như thanh la vậy đó, nhiều khi máu lửa lên là nói hơi to. Chào em trai công mến, nhìn như cây ngô. Chào em trai Trung Thọ Trần. Chào em trai Huỳnh Vũ. Bảo Di Huỳnh Vũ ơi. Bảo Di Nhật Tùng. Bảo Di Nhật Tùng đấy Huỳnh Vũ ơi. Bảo Di Nhật Tùng đây. Đây, cũng là 2 mầm gốc đây. Bảo Di Nhật Tùng. Cây này thì một mầm gốc lớn và một mầm gốc bé. Xin chào. Cây này cũng một mầm gốc lớn, một mầm gốc bé. Cây này thì cắt rồi, cây này người đẹp không tên cắt rồi. Cây này thì Bảo Duy cũng đang đi ngọn mét rồi. Cây này người đẹp không tên cũng vẫn đang đi ngọn. Căng lắm. Giờ này đang đi ngọn. Căng nhây. Không tên thế nào rồi anh? À, để chúc anh quay cái cây của em. Người đẹp không tên. Chào em trai Tô Thanh Long.
Ok em trai Huỳnh Vũ. Chào anh giàu Nguyễn Hữu Minh. Chào em trai Vũ Bách. Chào cả nhà thân yêu. Thần cây thương cho nên là trộm vía cây nhìn cũng tạm tạm được. Đây là một cây bảo duy hơn 1 mét và đã rút ngọn cách đây là 14 ngày. Nó chưa được tròn đầu lắm. Hơn 1 mét. Và Tùng rút ngọn một cái là nó lên. Lúc nó đang có một cái mầm gốc lớn đó cả nhà. Thì Tùng thấy mầm gốc của Tùng rút ngọn thì chính cái mầm gốc lớn này nó đẻ tiếp cái mầm nối luôn. Và phần mầm gốc còn lại nó lên luôn. Còn cái kỳ cờ đỏ này đúng là hết nước chấm luôn. Cái này là giống chớp, giống đen rô chớp của Huỳnh Vũ luôn này. Cây bút chì đây này. Nói bằng cây chớp thì hơi quá nhưng mà phải nói là nó to hơn cây bút chì đúng không anh em? Đấy. Kỳ trên thân. Thần cây thương, thần cây thương. Thần cây thương cho nên là cho những cái kỳ rất là khỏe. Đây. Còn cái này là cái kỳ bảo duy mà năm nhất mà 2m2 mọi người còn nhớ không? Là Tùng cắt được 35 mắt để Tùng chia sẻ rồi đó. Còn đây là những cái mắt còn lại trên thân thì cũng đã chia sẻ cho anh em hết. Cả kỳ á, cả kỳ ở trên thân. Đây cái kỳ ở trên thân đây. Thì nó không có to bằng kỳ cờ đỏ đâu. Nhưng mà khá là phê. Đây. Kỳ trên thân. À, hôm trước thì anh em mua... Hôm nó mới nhú nhú là chia sẻ cho anh em với giá là đâu 4,5 triệu à, một kỳ. Thì hôm nay thì nó lớn hơn nhiều rồi. Đây. Đấy, và đã chia sẻ hết rồi nha anh em. Có tên của mọi người ở đây hết rồi. Thì nó đang có 3 cái mầm gốc rất là mạnh. Và có hoa trên thân luôn. 3 mầm gốc cực mạnh luôn. Có hoa trên thân. Còn cái cây bảo duy mà kỳ năm nhất mà 24 này này. Khi Tùng rút ngọn cái thì nó lên được cái mầm lỡ này. Cây này 24, 85 lá nha anh em. Kỳ này 85 lá. Khiếp hồn luôn. Đấy, rút ngọn nha. Rút ngọn rồi. Và nó khá là già. Già đến mức sắp rụng lá rồi nhé. Còn cái cây này thì non. Đây thì cái cây bút chì đây thì mọi người hình dung ra là cái kỳ nó như thế nào. Thì khi làm kỳ rất là đanh, rất là đẹp luôn. Mỗi mắt như thế này khoảng 5 cm. Chăm cây thôi anh em. Mình cứ cố gắng chăm cây thôi. Cố gắng chăm cây. Cố gắng chăm cây thôi anh em ơi. Cái cây bảo duy này này. Cây bảo duy này này mọi người này. Đó là Tùng rút ngọn đó. Tùng rút ngọn cách này khoảng được chưa được chục ngày nhé. Đây rút ngọn này, chưa được chục ngày. Hơn 1 mét. Nhưng mà nó đây, đây nó lên này. Nó lên 3-4 mầm gốc luôn này. Phê lắm. Phê lắm. Ví dụ, thí dụ như bây giờ Tùng chăm cây cho anh em đi. Mà chỉ chăm được có 10 sen thôi. Ví dụ cái kỳ này này. Kỳ này là anh em mua lúc mà mới có 3 sen. Thế nếu mà Tùng chỉ chăm được 10 đến 15 sen thì đâu nó tới đây thôi. Nó tới đây hoặc tới đây đi. Thì nó cũng không làm được kỳ. Lại phải chờ ra mầm gốc. Đúng không? À, tuy nhiên thần cây thương thành ra cũng chăm được hơn mét. Thành ra là bây giờ mắt của Bảo Duy bây giờ mà chia sẻ thì đâu đó khoảng 2,8 triệu đến 3,3 triệu một kỳ à, một mắt, mắt đẹp. Đấy, thì bản thân anh em hồi đó anh em mua mình 33 triệu toàn 3. Mà bây giờ là có được cái bộ gốc này cộng với cái này. Đấy, thì làm kinh tế là như thế này thôi. Chào em Lê Kim Thành, chào anh Trịnh Văn Hùng. Chào bạn yêu Đỗ Giang. Đấy, chúc mừng bạn yêu Đỗ Gian đã có đôi mắt Pleiku và Long Khánh. Đôi mắt Pleiku của bạn Đỗ Giang đây. Phê luôn. Phê luôn. Đôi mắt Pleiku. À, phát hiện là Long Khánh cái cây mà có hoa này. Bây giờ là tự nó lên được 2 mầm gốc đây anh em này. À sorry, tự nó lên 2 kỳ trên thân. Đấy, 2 kỳ trên thân này thì nó lên chắc là khủng khiếp nha anh em nhé. Bây giờ hôm nay là mình anh em mình sẽ nhớ cái cây này xem là 10 ngày sau nó sẽ như thế nào. À, lên hoàn toàn tự nhiên đấy, Tùng không kích nha. Lên hoàn toàn tự nhiên, lâu nay là Tùng để luôn, hoàn toàn tự nhiên. Đấy, anh em thích kỳ này thì Tùng chia sẻ nha. Ôi Đặng Duy Hùng ơi, cần gì nói đâu Đặng Duy Hùng.
Sao lại nói như vậy? Làm ăn thì người ta hay, người ta giỏi, người ta may thì người ta được thôi. Làm sao mình mà mình không nên ganh tị với họ. Đây, cái đọt Long Khánh phê. Cái đọt Long Khánh phê luôn. Ây da, mình không nên nói thế, ai ăn. Thí dụ bây giờ, ví dụ như kinh doanh bất động sản thì nói úi rồi ông Vượng ông ăn hết rồi. Ông làm ra bao nhiêu dự án, bắt đầu ông bán hết rồi, ông ăn hết rồi. Đúng không? Hay là giờ ông làm bất động sản và ông Trịnh Văn Quyết ông ăn hết rồi. Đúng không? Đấy, người đương nhiên người ta bỏ tiền ra thì người ta ăn, còn ông nào làm sai thì vào tù. Đúng không? Ông nào làm sai thì vào tù. Quan trọng là những người đó họ ăn rồi nhưng ai có đức nhân tâm. Ai có đức nhân tâm thì còn giữ được, còn không có đức nhân tâm thì chưa chắc đã giữ được đâu. Nó mất nhanh lắm. Mất nhanh lắm anh em ạ. À, gặp khó khăn hoạn nạn về dịch bệnh là một chuyện anh em nhé, khó khăn về cuộc sống nó khiến chúng ta có thể tốn hao tài tốn của, đúng không? Có thể là làm kinh doanh nó thất bại, không phải là kinh doanh lan nữa mà kinh doanh tất cả các ngành nghề luôn, có thể thất bại, có thể mất hết, đúng không? Nhưng những người thành công mà không có đức nhân tâm thì cái chuyện mà mất đi, bay đi thì cũng chẳng mấy hồi. Anh em ạ. Đấy. Hết sức bình tĩnh nha. Hết sức bình tĩnh. Vũ Phan chốt kia Long Khánh anh ơi. Ok Vũ Phan. Nếu mà thực sự mà muốn thì sẽ inbox cho mình nha Vũ Phan nha. Hôm nay lại muộn thế bạn. Ok sông Trà Hoa Lan. Thành công rồi mà không có đức nhân tâm thì nói chung là mất mấy hồi rồi mà. Ôi giời ơi, bây giờ Tùng có thể chưa thành công từ Lan nhưng mà giờ Tùng ung dung tự tại. Nhưng một số thằng nhá, thắng từ Lan nhưng mà hiện nay bây giờ một tháng cứ mất 5-6 tuổi. Anh em ạ, hết sức bình tĩnh. Mình vẫn ung dung tự tại. Hôm nay mình cũng làm được tí ti cờ đỏ, nói chung là đâu đó cũng được đôi trăm. Đấy, được đôi trăm cờ đỏ thôi. 199 củ. Đấy, 199 củ anh em ạ. 199. Đấy, cờ đỏ nha. Hết sức bình tĩnh. Tại vì Lan là một game chơi. À, ví dụ bây giờ anh em mà vào bảo anh Tùng ơi hay em Tùng ơi, bây giờ anh muốn vào thì vào cây gì, đúng không? Thì mình nói là bây giờ không nên vào Lan Man. Bây giờ cái đoạn mà bữa trước đây á, mà Phú Thọ HO hay cây tầm thấp hay cây sai đường, mình có thể nhắc qua một bên, mình chia sẻ cho những cái người mới mà đam mê, đúng không? Còn lại là cây thị trường bây giờ mà đăng lên mà giá êm là có thể bay ngay, đó là Bảo Duy không tên, đúng không? Còn tầm VIP tầm cao thì có thể là cờ đỏ, Pleiku, Kinh Bắc, Long Khánh. Đấy, mình nói như thế, còn họ mua cái cây nào là quyền họ. Đúng rồi anh em, chứ không thể trách mình là cái chuyện mà mình tư vấn sai được. Bây giờ cây thị trường như thế nào, cây nào đang ít giống, cây nào hoa đẹp thì mình tư vấn. Đây là cây Kinh Bắc. Đây là chậu Kinh Bắc. Chậu Kinh Bắc nhà em. Đấy, hai anh em like nha anh em. Hai anh em like. Buổi tối hai anh em like thì sáng sớm khoảng 5-6 anh em sẽ đóng hàng nha. 5-6 anh em sẽ đóng hàng. Bây giờ là một cái cuộc chơi kiểu mới rồi cả nhà. Cuộc chơi kiểu mới. Tùng đưa ra chiến lược là sẽ có một cái cuộc chơi rất là công bằng. Nói chung giá bây giờ thì nó quá là êm, không phải bán nhà bán cửa như trước. Đúng không anh em? Không phải cầm cố, không phải mất mát như trước. Bây giờ là chơi, nhưng mà làm sao mà chia sẻ cho thật là nhiều người mới họ chơi. Chơi bằng một vài triệu, 3-4 triệu, 10 triệu, trên dưới 10 triệu chẳng hạn. Đấy, còn những người mà đã chơi rồi mà máu lửa hơn thì họ có thể là chơi hàng chục triệu. Hoặc cái người mà máu lửa hơn mà có điều kiện thì họ có thể chơi hàng trăm triệu đi cái mã siêu VIP. Đấy, tuy nhiên ngoài mà tiếp cận được những cái người mới bên TikTok thì những người cũ là bên Facebook thì lại mình lại gây dựng lại niềm tin gây dựng lại niềm tin cho anh em.
Thì sắp tới đây, đây mọi người thấy ở bữa trước đây là rất là nhiều cây nhé. Thì Tùng đã chia sẻ khá là nhiều, khá là nhiều. Bây giờ thưa thưa này giờ mà gom lại là cái này không còn nữa này. Chia sẻ rồi thì Tùng sẽ không còn. Đây cái này Tùng dự kiến là trong 1 tháng rưỡi, chậm nhất là 1 tháng rưỡi, thì những cái cây mà cây tầm thấp rồi những cây sai đường nhưng mà không có thị trường nhưng mà nó vẫn đẹp á, thì mình sẽ chia sẻ hết. Thì chia sẻ hết á thì đâu phải là ai có tiền mua Bảo Duy, đâu phải ai có tiền mua không tên đâu. Thì mình lại phải tiếp tục đi mua, ví dụ như là Bạch Tuyết sẽ đi mua, Tùng sẽ đi mua số lượng rất là khủng khiếp để về mà chia sẻ cho, tiếp tục chia sẻ cho anh em. Và Tùng sẽ dùng nhiều các cái kênh để lan tỏa tiếp. Đây được xác định là một cái cuộc chơi kiểu mới, một cái công cuộc làm kinh tế từ hoa lan kiểu mới, dựa trên những cái gì mình đang có, dựa trên những cái nhu cầu của khách hàng và dựa trên cái thị trường đang ấm lên từng ngày một cách tự nhiên. Đấy, ấm một cách tự nhiên, ấm lên từng ngày một cách tự nhiên anh em ạ. Đây này, Bảo Duy lên 3 mầm gốc. U là trời, u là trời, cái Bảo Duy là u là trời. Ba mầm gốc, hầu như là một mầm gốc xong nó đẻ ra một mầm nối và còn lại bên này nó lên luôn. Đấy, một cái công cuộc, một cuộc chơi kiểu mới, làm kinh tế kiểu mới từ cây hoa lan. Để mà những người lên thuyền cùng với mình, những người chơi cùng với mình á, thì anh em họ có lợi, mình có lợi, mình trong cuộc chơi chung thì đôi ba bên đều có lợi. Đây là một cây người đẹp không tên chăm cho khách, cái này thành toàn ô chít. Đấy, mầm gốc. Ok, anh Trịnh Văn Hùng, chào em giai Trần Tráng. Xin chào các tình yêu. Đấy, một cái công cuộc mà mọi người bảo là bây giờ Bảo Duy thì ví dụ như Tùng có thể là Tùng có nhiều hơn một chút, nhưng mà rõ ràng một điều là Tùng đầu tư rất là nhiều. Tùng đầu tư rất là nhiều. Ôi sợ ơi, bây giờ khuya rồi ít người chơi quá nhỉ. Ủa sao không thấy nào? À, mình đang live bên trang cá nhân. Trời ơi, mình tìm fanpage bởi sao không có. Tại sao lại nói Phú Thọ Đô là cây sai đường? Không phải là cây sai đường Lộc Nguyên An ơi. Tức là cái cây sai đường là cây khác, nhiều loại cây lắm mà bây giờ những cái cây đó không còn thị trường. Bạn hiểu ý tôi không? Tony Tuấn Anh, Bạch Tuyết thì bây giờ khoảng 500 thì ký bé, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu tùy theo. Nha nha, Lộc Nguyễn An nhá. Tức là cây Phú Thọ HO. Bữa trước đây thì anh em toàn nói là cây quốc dân, đúng không? Quốc dân là đưa tới người dân, đưa tới nhiều người chơi, đúng không? Nhưng mà anh em lại nghĩ một điều là đó là một cái kênh đầu tư. Bắt đầu thay vì mua một cái cây tầm cao với giá là ví dụ 100 triệu thì anh em cầm 100 triệu để đi mua rất là nhiều cây quốc dân của các ông chơi trước, đúng không? Và nói rằng là bán cho em một ít về làm giống, rồi hay là bán cho em một ít về là phú vườn. Chứ tôi chưa từng thấy ai mà nói là mua Phú Thọ HO về để mà làm kinh tế cả. Nha nha, Nguyễn Lộc Nguyễn An nha. Còn những cây làm mầm gốc. Ok, xong trà hoa lan nữa cân em sẽ nghiên cứu anh nhé. Lộc Nguyễn An nghe không? Tôi chưa từng thấy ai, từ lúc tôi vào Lan ngày 10 tháng 3 2021, tôi chưa từng thấy ai nói là anh ơi anh bán cho em mà ít chậu Phú Thọ HO về em làm kinh tế cả. Mà toàn thấy mấy ông nói là chia cho em ít em về em làm giống, với lại chia cho em ít em về em phủ vườn. Đấy, thế bây giờ phủ vườn đó, các bố nhân giống ra bây giờ nó nhiều, các bố không bán được thì các bố lại bảo là ABC. Khổ lắm, nói chung là khổ lắm. Còn những cây sai đường là gì? Ví dụ bây giờ ông mua Bạch Tuyết, bây giờ vẫn bán được Bạch Tuyết này. Nhưng mà những cây sai đường Tùng sẽ không đọc tên. Nhưng mà còn rất nhiều cây năm cánh trắng mà bây giờ gần như người ta không nhắc tới.
thì sắp tới đây, ví dụ như bây giờ sắp tới đây Tùng sẽ đi mua sưu tầm thêm các loại vô thường này, cố hương này, rồi cái cây gì mình mới mua về nhà Tín nhỉ, hai cây gì, tán vin này. Đó, lâu nay mọi người có thấy anh em đang bán tán vin nhiều không? Đúng không? Ví dụ cây đúng đường là có thể là cây VIP quốc dân là Bảo Duy và người đẹp không tên. Nhưng mà anh em lâu nay không nghe thấy tán vin này, không nghe thấy cố hương này. Đúng không? Nhiều lắm, nhiều cây rất cũng khá là đẹp. Nhưng mà bị anh em quên lãng thì sắp tới đây á, thì Tùng sẽ gây dựng lại. Rồi cây hoa hậu xứ Mường này. Anh em, đúng không? Rất là đẹp luôn mà, hoa hậu xứ Mường cũng đẹp này, đúng không? Tán vi cũng đẹp này, đúng không? Cố hương cũng đẹp này. Khổng tước thì anh em thì cũng lâu lâu cũng nhắc tới này, đúng không anh em? Ôi. Đấy, thành ra là những cây mà rồi mẹ đưa một mớ cây cho anh em trong đó, mỗi hồi đó anh em bây giờ ví dụ như là anh một số anh em bữa trước mà mua ví dụ như Bảo Duy hay là Bờ Lấy Cu Kinh Bắc Long Khánh hay là Bạch Tuyết chẳng hạn thì nó vẫn là có đúng đường, nhưng mà cái chỗ sai đường là các bố mà truyền lửa rồi các kiểu luôn, thì bây giờ những cây đó anh em mua toàn mấy tỷ nhưng mà giờ không bán được. Bây giờ không bán được thì bây giờ Tùng đang gây dựng lại một cái cuộc chơi kiểu mới, là lại truyền cho rất là nhiều người họ chơi, họ đam mê. Thực sự là một vài triệu đi mua cây lan vài trăm chơi nó quá bình thường anh em. Quá bình thường luôn. Đấy. Để cho những cái anh em đó họ có cái cơ hội cờ đối vào đây cu Nike bé tẹo giá bao nhiêu. Bác Trần Nghĩa ơi, nói chung là trên dưới 20 triệu bác nhé. Quang Hà Minh Hưng ơi, tùy cây nhé. Ví dụ như cây bữa trước mà tiền tỷ mà bây giờ mình vẫn nhân ra mình bán hàng trăm triệu một ký thôi. Ví dụ như là cái cây Kinh Bắc này, bây giờ nó mấy trăm triệu đấy bạn này. Hồi đó nó bạc tỷ đúng không? Mà năm ngoái thôi đừng nói hồi đó. Năm ngoái nó bạc tỷ đúng không? Nhưng mà một cây mẹ bây giờ nuôi lên được cả 50 sen, làm ra được cái kỳ như này, bán 300-400 triệu, đúng không? Một kỳ này đụng vô bây giờ cũng phải 400 triệu này, Kinh Bắc này. Đúng chưa? Bây giờ bạn có Kinh Bắc không, tôi mua này. Đấy, làm kèo. Làm kèo, Tùng hỏi nói là làm. Được chưa? Quang Hà Minh Hưng. Bây giờ có gì đâu. Bạn có Bảo Duy không tên cờ đỏ Bờ Lê Cô Kinh Bắc không, tôi mua. Trước anh em đang xem live ở đây, tôi mua. Chào Tròn Trang nha. Xin chào. Ai đang xem live cho Tùng một comment Tùng chào nha. Lên kèo luôn. Trời, Tùng hỏi nó là làm nha. Tùng hỏi nó là làm. Ô Lê Đạt ơi. Bác có không, tôi mua này. Bác có gì tôi mua. Lê Đạt trả lời tôi đi. Hiện nay Lê Đạt đang có cây gì mà cây thị trường, tôi mua. Tùng hỏi nó là làm. Quay mặt lại nói luôn, Tùng hỏi nói là làm. Lê Đạt bây giờ có cây nào gọi là cây thị trường mà đẹp, tôi mua. Quan trọng anh em có cây rồi, anh em có nhân giống được hay không, anh em có chăm nó đẹp hay không. Tôi hỏi anh em như bây giờ, ví dụ như nhé, không nói nhiều. Bây giờ ví dụ như này đây, nếu như Lê Đạt hiện nay đang sở hữu những cây Bảo Duy mà đẹp như này, to như này, từ lá ngọn đến lá gốc nhá, nó như này và có mầm gốc như này, tôi mua. Lê Đạt đâu? Trả lời tôi. Bác đừng hỏi là ai tiêu thụ, tôi tiêu thụ cho. Bây giờ bác có cây như này không? Bảo Duy to như này ha. Mầm gốc đẹp như này, tôi mua. Còn đương nhiên tôi có thì tôi bán cho những anh em chưa có đây nè. Nè, Lê Đạt có những cây như này không? Lê Đạt có những cây như người đẹp không tên như này chuẩn giống không? Tôi mua cho. Tùng hỏi nói là làm. Chào anh Giai Thái Huy. Chào Giacomi. Chào Giáp Tuyên Dương. Em chào anh Ngô Quang Thần. Thần ơi. Thần không nghe em thì thần sẽ mất hết. Thương lắm, thương lắm, thương thần lắm.
Trời ơi, nghĩ sao mà đi bán kinh Bắc đi mua thứ khác. Lại ông luôn. Bán kinh Bắc đi mua thứ khác. Lại ông Quang Thành Ngô luôn. Chào Đức Lương nha. Đây này. Đó, cái ông gì hồi nãy nói đó. Ông gì? Chào Dominic Đông nha. Em chào anh trai Hoa Lan Thiếu Phạm. Chào em trai Thụ Hồng. Cái ông gì đó rồi? Cái ông gì đó rồi? Ông hỏi ai quan trọng ai tiêu thụ? Đấy, giờ ông mà có những cây bảo duy như này này, tôi hốt luôn. Một nốt nhạc hốt luôn. Đấy, hốt về lại chia sẻ cho anh em, cho người mới. Thế thôi. Ôi dồi ôi, cây bảo duy như này mà không mua. Ví dụ như bây giờ có cả bảo duy như này, anh Thái Huy mua, anh Thái Huy. Nha. Nghĩ làm sao là cứ bảo là bây giờ, thế bây giờ mà ai cũng hỏi như ông, thế ai làm ra cái siêu xe mà mấy triệu đô, thậm chí Bugatti ấy, bây giờ nó ra một con xe là tính là tiền Việt Nam là hơn 2.000 tỷ đồng. Nếu như họ không mạnh dạn, họ đầu tư để họ làm, thì làm sao mà họ nghĩ ôi trời ơi, chỉ trên thế giới này chỉ có thằng Dean mới bỏ ra 2.500 tỷ đồng để mua một con xe duy nhất trên thế giới, đúng không? Nếu họ nghĩ như vậy họ sẽ không làm. Cho nên có câu trong làm ăn là cái câu mà dám nghĩ dám làm là có thật anh em ạ. Bây giờ không dám làm một con xe này sợ là mà không ai mua. Không dám làm cái bàn cái ghế này sợ không ai mua. Không dám chăm lan, không dám mua lan đầu tư, không dám nhân giống, sợ không có ai mua. Ơ. Ôi xa ơi, căng đấy. Bây giờ tôi thử bán cái gì đó xem có ai mua không nha. Mình kiếm gì nhờ? Mình kiếm gì mình thử bán xem có ai mua không? Mình kiếm gì mình thử bán xem có ai mua không nhá. Mua đấy, anh Thái Huy mua luôn và ngay. À em không cãi anh Thái Huy ơi. Em đang phân tích như thế để cho anh em xem live đây hiểu một điều là những người đó họ nói là sai. Nhiều khi mình không nói thì một số anh em khác còn ngờ vực anh ạ. Cảm ơn Phương Bắc nha. Cảm ơn em Vũ Bách. Anh không có huyền thoại bướm đại ngàn nha Yumi. Dạ Yakumi. Hiện nay là anh chưa sưu tầm. Hiện nay anh chưa sưu tầm. Mỗi người một thích nha. Hiện nay thì anh đã hiện tại nhá, nói hiện tại thì anh không sưu tầm thêm đại cát, anh cũng không sưu tầm cái bướm đại ngàn, nhưng mà biết đâu ngày mai hay là mai mốt thì cũng sẽ phải sưu tầm thôi. Mình sưu tầm cho có giống, mình cứ càng nhiều giống thì mình càng thích thôi. Đến một thời điểm thích hợp thì mình sẽ sưu tầm. Ôi giời ơi, mầm gốc bây giờ nó bên này anh Thái Huy ơi. Đây là chậu Bảo Duy này. Bảo Duy mà nó ra được xem là hai mầm gốc này. Hai mầm gốc này. Ba mầm gốc này. Bốn mầm gốc này. Bảo Duy á. Đây là Bảo Duy là được hai mầm gốc này. Phê. Đấy, quan trọng là anh em có giống rồi á thì cố gắng chăm cây. Cố gắng chăm cây. Đấy, chăm cây nhân giống ra chăm thật đẹp. U trời ơi, u là trời ơi, u là trời cái mầm. Đã quá à anh Huy. Cảm ơn Giáp Tuyên Dương nha. Sang năm cho anh đăng ký 15 triệu nói người đẹp ở đây khu nhà. Anh nào giờ máu chơi với Tùng nè. Máu chơi với Tùng cái chậu Long Khánh này này. Hai mầm đi thì phê pha luôn. Đó, hai mầm đi phê pha luôn.
Riêng hai mầm này từ nay tới cuối năm thì Tùng Trăm cái chuyện mà 3 mét nó quá bình thường. Riêng chậu này. Ok anh Ngô Xuân Trương nhá, tuần này kỳ này em khá là bận anh ạ, công việc khá là nhiều. Mùa cưới công việc khá là nhiều, nó như ngày mai cũng có tiệc nhiều. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tiệc. Đấy, rồi công việc lan huệ thì kỳ này á, giá lên, giá lan tăng thì nhiều anh em đi mua đấy. Thì cũng vừa tiếp anh em mà vừa bán cây, rồi lại phụ anh em nhiều việc khác, rồi chăm cây. Đấy, vất vả lắm. Nói chung là kiếm tiền thì cũng thấy thích đấy, nhưng mà rất vất vả, rất vất vả. Bây giờ thì anh em đang trong đệm ấm chăn êm, đang xem live Tùng Hói. Còn Tùng Hói thì đang bật 126 cái bóng đèn, mỗi cái bóng đèn là 150W, để phục vụ các tình yêu, phục vụ các con nghiện. Các con nghiện cho Tùng một quả tim đi. Chậu Long Khánh này giá bao nhiêu em? Chậu Long Khánh này á? Chậu Long Khánh mà hai mầm này anh này. Đấy. Riêng anh Thái Huy thì thích thì em với anh 50-50. 50 nha anh Thái Huy nhá. 50-50 nha anh ơi. Anh Máu thì hai anh em mình chung 50-50 chậu này. Em chưa cho ai chung hết. Đúng rồi anh Nghĩa Vũ ơi. Chào em giàu Trần Tấn Hiền. Chào anh trai Lan Va Nguyên Nguyệt. Thích là anh em mình 50-50 nhá anh nhá. Đang khát tiền, anh tinh tinh một phát là vào việc luôn. Anh Lan Va Nguyên Nguyệt ơi. Ê da. Hôm nay em cũng khách yêu. Hôm nay khách yêu cũng yêu ái cho được có 200 củ, 199 củ tiền cờ đỏ nha anh em. 199 củ tiền cờ đỏ. Anh em nào thích cờ đỏ nha. Anh em nào thích cờ đỏ mắt ngủ bao lên kỳ thì 19,9 triệu một mắt bao lên kỳ. À, anh em nhé, 19,9 triệu một mắt ngủ bao lên kỳ. Còn ở ngoài một số anh em đã mua phải hàng fake, hàng giả rồi, sau quay lại đây mua của Tùng đây nè. Anh em ạ, kỳ cờ đỏ này hớt nước chấm luôn. Hớt nước chấm luôn. Cái kỳ cờ đỏ mà nó to hơn cái bút chì u là trời. À, kỳ này Tùng sẽ cho nở một dây hoa nhé. Tôi cho nở một dây hoa cờ đỏ thì lúc đó thì điều gì xảy ra thì chỉ có Chúa mới biết được thôi anh em ạ. Hết sức tỉnh. Ok anh Thái Huy, để cả chậu cho anh đi. Em phải để một ít làm giống anh Thái Huy ạ, tại vì nó đang còn ít đây. Em để một ít làm giống nha. Đó, anh ok thì anh em 50-50 đây. Bán cho anh hết thì em lại không còn giống để chia sẻ cho anh em. Sắp tới là Tùng sẽ cho nở một dây cờ đỏ ở vườn Tùng. Đấy, con giống cờ đỏ thì Tùng cũng chưa có nhiều, Tùng phải siêu tầm thêm nhá. Và Tùng đang cần mua cờ đỏ những cây như thế này nhá anh em nhá. Cờ đỏ cứ từ 50 sen đến 70-80 sen như thế này này là anh em có inbox cho Tùng nhá. Đấy thì Tùng cũng vừa mua về, Tùng vừa mua mà đây này, cây này hơn 70 sen này. Tùng vừa mua về rồi Tùng lại vừa chia sẻ cho anh em. Vừa chia sẻ cho người mới đam mê, ví dụ bây giờ mua một chậu này thì nó rất là nhiều tiền đúng không? Thế bây giờ mình về mình làm kỳ mình chia sẻ cho anh em thì mỗi một kỳ thì nó sẽ ít tiền hơn, anh em nó thuận lợi hơn. Đỡ đỡ kinh tế hơn. Đấy mình vay vốn vợ, mình vay vốn vợ mình mua cây to về, bắt đầu mình lại chia nhỏ ra, mình lại chia cho anh em dễ sưu tầm. Đấy. Nói chung là cũng hứng lắm cả nhà. Rất là hứng luôn. Tại vì hàng ngày thì bán được cây. Làn nó lên.
lan lên, nhiều người mua. Nhiều người mua và có tiền đấy anh em. Nói chung là quên mệt luôn anh em ạ. Cảm ơn em trai Tuấn Tú nha. Đấy, là nhiều người mua rồi, hàng ngày thì tiếp anh em tới vườn tham quan, ngắm cây, rồi xong anh em chốt cây thì cũng phải giao lưu với anh em. Rồi Tùng live stream như thế này thì Tùng sẽ cũng không bán cây, trừ trường hợp là hứng để làm tí thôi. Chứ còn bình thường thì khi xuống live thì hoặc là đang live này, anh em inbox. Ví dụ anh em sẽ inbox là anh ơi, anh bán cờ đó là 19,9 triệu một cái mắt ngủ Balenki, nhưng bây giờ em còn có 17,9 triệu có được không? Thí dụ vậy thì bắt đầu là anh em tương tác thì bắt đầu là có thể là chốt. Đấy, cho nên là sau khi live stream thì Tùng lại cũng rất là bận. Chập tối thì gặp vợ, gần con tí để cho nó an tâm nó ngủ. Chỗ Phương Trọc nha. Chỗ em giàu Phương Trọc. Đấy. Tuấn Tú, hầu như Tuấn Tú có cờ đỏ này, Tuấn Tú có cờ đỏ mà đẹp đẹp như thế này, mà dài dài như thế này, thì chia sẻ cho anh nhé Tuấn Tú. Ủa? Đây. Anh đang rất là khát những cây cờ đỏ như thế này nhé. Anh em mà thấy thì giới thiệu cho mình nha anh em. Tại vì bây giờ đây này. Tại vì mình phải chờ cho cái này, bây giờ cái cây này nó ra rễ rồi nha anh em. Đây này. Cái kỳ này nó ra rễ rồi này. Đấy, kỳ tự nhiên nó ra rễ rồi. Thì nó dài một tí xíu nữa thì Tùng sẽ cắt xuống. Thì những cái này thì một là mình sẽ để cho nó lên tự nhiên, hai là mình sẽ cắt ra để ươm á. Thì sẽ chia sẻ cho anh em cái mắt ngủ cờ đỏ Balenki. Đấy. Còn mắt ngủ gì ta? Mắt ngủ Bảo Duy. Mắt ngủ Bảo Duy mà Balenki á, mắt ngủ Bảo Duy Balenki là 2,8 triệu nha anh em. Mắt ngủ Bảo Duy Balenki 2,8 triệu. Cây Bảo Duy đây. Mắt ngủ Bảo Duy, cái này là gọi là kỳ năm nhất. Bắt đầu là Tùng mới thấy nó hơn 1 mét rồi. Thì Tùng mới rút đọt đi. Rút đọt này được 15 ngày. Tùng rút đọt và nó thân nó to lắm nha anh em. Thân nó to lắm à, rút đọt một cái thì bắt đầu nó ra được 3 mầm gốc đây. Lúc đầu nó mới nhú một mầm, sau Tùng rút thì nó mầm đó nó vẫn đi và nó đẻ thêm 2 mầm nữa. Đấy, còn cái loại mà kỳ năm nhất người đẹp không tên thì bây giờ nó 1 mét mấy rồi. Chắc khoảng gần 1m2. Nhưng nó vẫn đi ngọn này. Nó vẫn đi ngọn. Để đi dài dài cho nó đẹp. Làm hoa cho nó đẹp. Đấy, làm hoa, làm kỳ cho nó đẹp. Còn kỳ đôi thì mình cũng rút ngọn nha anh em. Kỳ đôi thì mình rút ngọn sớm hơn. Rút ngọn sớm hơn để cho nó tích dinh dưỡng. Kỳ đôi. Đây, Bảo Duy. Đang giúp vợ chơi lan, nó đập chết. Vay nó đập chết không? Em vay vợ nha anh Nghĩa Vũ ơi. Có gì đâu. Thế bây giờ mình đầu tư mà thắng lan thì ai đập? Ai đập ai? Giàu tình cảm, ok. Ok Phương Trọc, chào em trai Linh Nguyễn nha. Trăm này tạm được không Linh Nguyễn ơi? Bảo Duy đây. Cây này 75 cm. Khá là to. Cặp sừng. Ê, sao? Đây mấy cái lọt Bảo Duy kỳ năm nhất đây anh em này. Đấy, Tùng rút đọt thì nó bắt đầu đẻ mầm gốc. Kỳ năm nhất. Kỳ năm nhất. À, một số cây là của anh em mua Tùng từ cái hồi mà bằng hạt gạo nha. Tùng nuôi cho cả mét nha anh em. Anh Thái Huy ơi, cái thân này bây giờ được khoảng 70 cm này anh Thái Huy ơi. Anh Thái Huy còn xem không? Thống nhất 5% lượng nó khá nhem dài. Ok anh. Cảm ơn Linh Nguyễn nha. Chậu này 70 cm này anh Thái Huy ơi. À cái cành này này. Cái thân này là 70 cm này anh nè. Đây. Cái thân Pleiku đây nha anh em nha. Thân Pleiku đây này. Cái thân này 70 cm. Cái chậu Long Khánh thì nay cuối năm em nuôi 2 mét mấy, 3 mét là bình thường.
Nếu chỉ trừ trường hợp là nó khác đi thôi, còn thần cây thần kỳ thương thì dư sức nhanh thế Huy. Dư sức luôn. Bây giờ một mầm khoảng độ 12 sen, một mầm khoảng độ 20 sen rồi. Căng đấy. Căng đấy anh em, mấy cây này thì cắt ươm rồi này. Cắt ươm rồi. Đây, cái cây này u lật trời luôn. Ôi trời ơi. Ui giời, rễ nó ra rồi anh em ạ. Rễ nó ra hết rồi đó. Rễ nó ra hết rồi. Phê luôn. U lật trời. Hiện tại thì Tùng đang rất là mong muốn đầu tư thêm Bảo Duy, người đẹp không tên. Và đầu tư thêm Cờ Đỏ, Bà Lê Cu, Kinh Bắc và Long Khánh. Một số anh em hỏi là tại sao mà Tùng không đầu tư thêm Đại Cát. Cái bông Đại Cát nhà vườn của Tùng nở rất là đẹp. À, tại sao mà đẹp như thế nhưng mà Tùng lại không mua thêm. Thì Tùng chỉ trả lời là Tùng chưa mua thêm nha. Tùng chưa mua thêm. Và Tùng cũng chưa mua thêm Vĩnh Khang. À, đây là cá nhân Tùng thôi nha. Còn anh em mua, thích mua thì cứ mua. Anh em nhé. Tùng chỉ mua thêm anh em nào có Cờ Đỏ này. Anh em nào có Cờ Đỏ thì inbox Tùng nha. Nhưng mà nếu xấu quá thì đừng inbox. Tại vì bản thân của Tùng là Tùng rất là thà Tùng mua giá cao một chút nhưng mà cây đẹp. Thà mua giá cao một chút mà cây đẹp. Nha, Cờ Đỏ nha. Thà giá cao một chút nhưng mà cây đẹp. Tại vì tùy người thích thôi anh em. Người thì thích Bảo Duy, người thích không tên, người thích Cờ Đỏ. Đấy, người thích Bà Lê Cu, người thích Kinh Bắc, người thích Long Khánh. Đấy, còn Tùng thì Tùng là sẽ có một cái hướng đi. Nó cũng chẳng giống ai. Đấy, tuy nhiên anh em nào muốn lên thuyền cùng. Bây giờ làm từ trước đến giờ thì cây ở vườn Tùng thì chưa từng cho ai chung. Chưa từng cho ai chung nhé. Tất cả cây ở vườn Tùng là của vợ Tùng nha anh em. Tất cả cây ở vườn Tùng là cây của vợ Tùng. Đấy. Tuy nhiên sẽ có một vài người mà chân tình chơi ok. Thì nói chung là anh em chung thì 50-50. Nhưng mà chỉ với một điều kiện này này. Chỉ với một điều kiện là Tùng sẽ chịu trách nhiệm chăm cây. Và Tùng phải được chăm cây Tùng mới thích. Còn chung 50-50 mà bảo là hơi giờ Tùng chăm đi rồi lúc nào tôi thích tôi lấy về tôi chăm là Tùng không đồng ý. Tại vì Tùng yêu cây ấy, Tùng kiểm tra ngày 1. Kiểm tra ngày 1 rất là thuận lợi là Tùng cái thời gian ở vườn khá là nhiều. Cho nên là Tùng sẽ yêu cầu là mình sẽ chăm cây. Mình phải được chăm cây thì mình mới cho chung. Không được chăm cây là không chung. Còn cây thì cập nhật một hàng ngày luôn. À, hàng ngày luôn chứ không như một số những người bữa trước đây ấy, cả nhà. Cho anh em chung cây. Nhưng mà nhiều tháng, nhiều năm thì anh em kêu chụp cây thì cũng không chụp. À, quên nhắc cả nhà. Tùng rất là bận. Tuy nhiên, anh em nào thích chụp cây để cho anh em xem cây của anh em á, thì inbox là Tùng chụp ngay nhá. Tùng không chụp được lúc này thì chụp lúc khác. Anh em nhá. Chứ bây giờ Tùng không phải là tự nhiên. Không thể nào mà Tùng rảnh đến mức độ là tự nhiên lại chụp cây gửi cho anh em. Trừ trường hợp nó có mệnh hệ gì thôi. Còn Tùng khá là bận. Cho nên là sẽ không tại vì cũng nhiều anh em á. Cho nên là Tùng sẽ không tự động đi chụp được. Anh em nào muốn xem cây thì sẽ inbox cho Tùng, Tùng sẽ chụp nha. Tùng không chụp được thì Tùng kêu nhân viên chụp. Cũng tạm tạm thôi Phạm Định ơi. Có khi làm khi chân thân nhanh và khỏe hơn ươm em nhỉ? Tùy cây anh Thái Huy ơi. À anh Thái Huy ơi, cái cu ươm lên rồi nha anh ơi. Lên rồi nha. Chào em vua đậu vua bếp nha. Chào bác Cân Thành. Chào em trai Nguyễn Đức Lượm. Đẹp trai nhất Bến Cát, Bình Dương. Ủa ở đó là đâu ta? Chỗ Lượm là ở trên Thủ Dầu Một chứ ta. Trời ơi, phê. Đây. Phạm Định ơi, bữa trước anh nói nha, anh nói là lấy cái kỳ này đi.
nó sẽ đi rất là dài, rất là khỏe ở đây. Và bây giờ nó hai mấy xe này nhá, hai mấy xe này Phạm Định nhá. Còn những cái này thì gọi là tiềm năng này. Dạ. Dạ. Đi ngủ hả? Đó, bây giờ nó kêu đi ngủ rồi anh em. Anh em thấy chưa? Bây giờ này mà nó chưa ngủ, nó còn đòi ba lên ngủ rồi nè. Ok. Ok. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, kêu ngủ rồi đấy. Những cây này là cái tiềm năng. Ok, có khôi khi là xin phép cả nhà cho Tùng xuống với lại tình yêu một tí. Nhưng nó vắng lại, nó lại khó ngủ, nó đòi xuống đây. Cứ thấy cây là ngắm, là máu, là thích. Ok, chắc là Tùng xin phép được xuống live. Chúc cho cả nhà có một buổi tối ngủ thật là ngon, say giấc nồng. Ngày mai tràn đầy năng lượng để uống cà phê ăn sáng. Một ngày nghỉ cuối tuần nha, thật là thoải mái bên gia đình. Ok, bye bye anh em nha. Bye bye.